Bạn hỏi thì mình trả lời, và các bạn nào đưa ra thử thách thì mình cũng sẽ thực hiện thử thách của tất cả các bạn ha. Rồi, đầu tiên vô clip luôn nha các bạn. Bạn này tên là Bảo The Artist. Nghe anh khen fanart của em xúc động quá. Ôi nè, các bạn này là cái bạn mà vẽ fanart mà ở cái lần trước mình cho bạn xem đó. Bạn này vẽ rất là đẹp luôn nha các bạn, tỉ mỉ luôn ấy, rất là hay luôn ha. Đấy, có gì đâu xúc động ta, mình thấy đẹp thì mình khen đẹp thôi, đúng không? Rồi, cũng cảm ơn bạn Bảo rất nhiều ha. Rồi tiếp theo, bạn này tên là không có tên 9129. Anh về C1 dùng Spirit bật dép rồi dùng chiêu E dưới nước sẽ có bất ngờ đó ạ. Rồi, đi liền luôn bạn ơi, làm liền luôn nha bạn. Đấy, mình đọc tới comment bạn nào thì mình thực hiện ngay tới đó luôn nha bạn. Rồi bây giờ mình về C1 đúng không? Đây, giờ C1 và mình ăn cái trái Spirit là cái trái linh hồn biết mơ mấy bạn đó. Cái trái linh hồn biết mơ để xem coi bạn này có gì đặc biệt hả bạn, có gì bất ngờ đúng không? Đó, thì trong lúc mà đi về thì mình sẽ đọc tiếp theo comment của một bạn tiếp theo nhé bạn. Bạn này tên là Văn Trần. Anh review vỏ Dragon Talon trong kinh Legacy đi ạ. À, em like và đăng ký rồi. Thôi. Tính ra là mình review cái melee Dragon Claw này rất là lâu rồi chứ nha. Đúng không? Bạn nào mà xem mình lâu rồi biết rồi, từ V1 tới V2 mình đã review hết cho tất cả các bạn rồi mà, đúng không? Đấy, melee Dragon Claw bạn của Long Chầu Thủ của Sabo các bạn. Thì mình review cũng rất là nhiều mà đúng không? Nhưng không sao. Bạn này muốn mình review thì mình review lại cho bạn thôi ha. Không gì hết. Từ từ giờ về C1 đã. Mình ăn cái trái linh hồn biết mô đúng không? Ồ, linh hồn biết mô mình có một trái vậy. Có một trái à bạn ơi. Hơi căng đấy. Rồi. Xong, đi đây. Dùng bật Z rồi, bật Z nha. Bật Z, rồi. Dùng chia E ở dưới nước đúng không? Rồi. Bây giờ mình xuống nước, mình dùng chia E ở dưới nước đúng không? Bất ngờ. E dưới nước có gì bất ngờ vậy? Cái gì vậy? Dạ. Ủa hay vậy. Ôi, vậy là có một trái có thể giúp cho các bạn mà đi dưới lòng nước được luôn nha bạn. Hình như là trước đó là mình cũng có biết cách là xuống lòng nước, thì các bạn xem clip mình nhiều cũng biết đúng không? Nhưng mà hầu hết như là xuống được có xíu đúng không? Thì các bạn giữ chiêu với đó xong rồi các bạn sẽ trồi lên thôi, chứ không có vụ mà các bạn mà đi dưới lòng nước nước như vậy đâu nha bạn, phải không nè. Ôi, mình đi dưới luôn á. Ủa hay vậy, hay nha. Đầu E nè, phải không, mấy bạn chỉ cần bấm E phát là các bạn sẽ đi dưới lòng nước luôn, mà các bạn bơi được luôn nha bạn. Đó, thấy chưa nè, bơi dưới lòng nước thoải mái luôn nha bạn. Đó là các bạn khỏi bị ai gọi là tìm thấy các bạn luôn. Ủa phải không nè, xuống nữa được không, xuống nữa không, xuống tốt dưới luôn nha bạn. Ôi hay thế. Ô, hay thế nha, được nha, hay á. Ôi, cái Spirit này các bạn có thể gọi là trốn được hay luôn nha bạn. Đấy, hợp lý á. Rồi, cái melee Dragon Talon này lát hồi đợi mình về bên C2 đi ha. Có gì mình về C2 rồi mình tiếp tục mình lấy cho dễ nha bạn. Tại vì bên cái melee này lấy bên C2 cho gần ấy. Chứ bên... Đây, hết hồn, tiểu thiếu mà. Chứ bên C1 thì mình quên cái chỗ lấy rồi bạn ơi. Đấy, rồi. Tiếp theo, của bạn tên là User. Anh dùng Katana bật Ship Lock rồi dùng Z sau đó đổ qua melee hoặc xoay màn hình sẽ có điều bất ngờ. Đâu, từ nha, tắt cái cũng biết mơ mày ra rồi. Giờ là katana đúng không? Mình sẽ cầm cái katana này lên. Đây. Katana này lên rồi. Katana này lên rồi. Xí, các bạn cho mình xin một phút quảng cáo nha. Thì hiện tại là mình có bán những con gấu bông cực kỳ rẻ và dễ thương cho tất cả các bạn luôn ha. Thì các bạn chỉ cần kéo xuống phần mô tả cho mình, mình có để cái link mua gấu bông dễ thương này đây. Thì các bạn bấm vô cái link cho mình thì sẽ ra cái link Shopee nha các bạn. Thì đây chính là cái cửa hàng mà tên mình luôn nha các bạn, là chính mình bán cho bạn luôn nên các bạn yên tâm ha. Đây các bạn thấy nha, sẽ là Levini gấu bông. Còn những người khác thì mình không biết nha các bạn, nên các bạn sẽ mua uy tín nha. Rồi, thì hiện tại mình gọi đây gấu bông bách. Tại sao? Thì đây là những con thú bông mà mình gấp được nha bạn, trong gấp thú ấy. Nên những con thú bông này là hoàn toàn mới luôn nha bạn, còn nguyên luôn chứ không có cũ, không có bị hư hết gì nha các bạn, để các bạn yên tâm nha. Rồi, thì các bạn có thể mua ủng hộ mình hoặc là mua để tặng cho người yêu nè, mua sưu tầm nè. Đấy, ví dụ như là con gấu này các bạn thấy không, rất là dễ thương nha các bạn. Đó, có thể tặng cho người yêu hoặc là người mình thích luôn, là bạn đó đổ chắc luôn bạn, quá dễ thương luôn bạn. Đấy, hoặc là các bạn có thể mua sưu tầm như là con Charmander này, Pokemon nè, rất là đẹp nha các bạn. Đó, các bạn có thể chưng hoặc là ôm ngủ được luôn nha các bạn, rất là đẹp luôn. Và số lượng có hạn nha, nên các bạn mua ủng hộ mình nha các bạn. Đấy, mỗi một con mình có như là 1-2 con thôi, nên các bạn nhớ nhanh tay nha, kẻo hết nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Rồi nha các bạn, bây giờ mình sẽ test thử nha. Ship Lock nè, xong xài katana ngửa lên trời đúng không? Sau khi mà các bạn mà vừa mà xài chiêu Z nha các bạn, lên trời sau các bạn chuyển qua melee khác cho mình nha các bạn, là để xem coi như thế nào nha. Đây, rồi Z lên xong chuyển qua. Ôi từ Z lên, Ship Lock Z lên xong rồi chuyển qua cái melee liền cho mình nha bạn. Đào thử nha.
Nè nè nè, ngước lên nè. Ngước lên cao. Ngước lên chuyển. Các bạn di chuyển nhanh lắm nha các bạn. Các bạn di chuyển một phát giống như là bung á các bạn, giống như là một gọi là một dạng bung cũng giống như Phật tổ các bạn. Thì bạn nào biết cái cách mà bung Phật tổ mà đi nhanh thì các bạn biết rồi đúng không? Bạn nào xem clip nào của mình hồi đó đó mình đã chỉ cho các bạn rồi đúng không? Thì clip này thì đó các bạn nhìn nè, nè. Nè. Rút lên, sau các bạn chuyển cho mình nè. Đó các bạn giống như di chuyển nhanh lắm các bạn. Thôi các bạn giống như là được di chuyển mà gọi là thần tốc luôn các bạn. Đó phải không nè. Đó. Giống cái kiểu bung các bạn mà các bạn mà di chuyển cực kỳ nhanh đó ha. Đây, xếp lóc lên nè. Đó. Đó đó đó. Đó. Các bạn xuống rất là lẹ luôn nha. Bây giờ mình đứng trên này đi ha. Đây, đứng trên này đi. Xong rồi mình thử mình bay thẳng qua kia được nha các bạn. Đó thấy không? Rất là nhanh nha các bạn. Từ 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 ngước lên trời nữa đi nha các bạn. Trời cao lên đi. Đây. Đó, thấy không? Đi khoảng rất là xa luôn nha các bạn. Đấy, cái kiểu dạng bung giống như là Phật tổ thôi, nhưng mà bung cái này thì chỉ có dạng gọi là một xíu nha các bạn, khoảng cách cũng khá là nhỏ thôi, còn Phật tổ là các bạn đi từ đảo này qua đảo kia luôn. Đấy, cái dạng bung này giống giống kiểu vậy nha các bạn. Đó. Đó, bình thường là các bạn chỉ lên xuống như bình thường vậy đúng không? Nè, các bạn nào không xếp lóc là sẽ như vậy nè. Nè. Đó. Thì vậy đúng không? Còn khi mà các bạn chuyển qua cái mele á thì các bạn sẽ nhìn sẽ khác liền. Đây xếp lóc nè. Đó. Các bạn có thể kèm theo một bằng cách là xoay 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 cái màn hình nữa nha các bạn, thì các bạn mình nghĩ là các bạn sẽ bung được đi xa luôn ấy. Rồi thử nha. Xếp lóc lên nè. Ơi, từ từ nhầm. À. Đó. Đi đi khoảng cách cực kỳ xa luôn nha các bạn. Đấy. Ôi bạn nhìn coi bay rồi. Ôi đó kiểu kiểu vậy bạn. Đó kiểu kiểu dạng bung mà giống Phật tổ các bạn. Chứ cũng khá là hay ha các bạn. Cũng cảm ơn bạn này rất nhiều ha. Tiếp tục. Cô bạn tên là Hải Anh Nguyễn. Anh ơi, anh thử chay bất kỳ với ai rồi cho đồ vào chỗ số lượng anh ghi chữ nan sẽ có điều bất ngờ đó anh. Đâu? Chay với anh thử. Đâu mình chay với bạn này thử nha bạn. Đâu rồi? Chay với bạn này thử nha. Đây. Bạn này ốp chay rồi, ốp chay rồi. Mình như mình cũng ốp chay rồi các bạn. Mình cũng ốp chay luôn. Rồi. Chay 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 rồi đó. Bạn này chay đúng không? Bây giờ mình cho thử một món đồ nha nha các bạn. Đâu, cho thử món cái sắt này đúng không? Đây. Chọn số lượng nam là gì? What? Một đống luôn nữa bạn. Nan. Nan. Bạn nha, chữ nan nha. Ui, một kiểu full cái luôn mày. Phải không? Em thấy gì không? Em thấy gì không? Nhiều vậy. Ui, cái này giống kiểu bung các bạn, bung hình ảnh đó, sao không biết. Thử nha, mình thử nha. Ví dụ như là what? Bạn hôm nay có 195 cái nha. Bây giờ mình thử nan cho bạn đó một cái nha bạn. Thử nha, 195 cái. Rồi, accept thử coi. Thử đi em. Được nhiều cái. Không có số, bạn nói không có số luôn. Còn mình nhìn dưới đây là số nhiều lắm bạn. Một dãy số luôn á. Đúng không em nhìn nè. Đâu thử nha, bạn nói được nhiều cái. Rồi. Rồi, em xem. Được nhiêu cái? Được nhiêu cái? Bung bung đi giống gọi là nếu mà cái này mà thành công thì sẽ gọi là bung cái nguyên liệu nha bạn. Bung chay nguyên liệu không cái. Ủa? Ủa không có hả? Rồi chay lại. Chay lại. Vậy là chỉ gọi là chôn thôi nha bạn, hình như không được đúng không? Sắc chỉnh về bên mình đó bạn. Kiểu cái này gọi là chôn hả bạn ơi, chứ cái số này mà quay cũng như là bung mà mình mà được bạn đó mà nhận được full cái dãy số này nữa bạn, là bạn đó gọi là best luôn nha bạn. Giống như ví dụ như là mình chay như cái gọi là cái hai ra teo đi đúng không bạn, là hai ra teo đi ha. Đó ví dụ như hai ra teo cái một phát cái là bạn đó nhận full hết luôn là xong nha bạn. Lại thôi không bạn không đúng không, ví dụ như nè mình thử cho bạn đó là cái hai đồ ra teo đi ha. Đó. Cái đồ mà xịn đi ha bạn. Đây cái này đi, cái này cũng xịn nè. Đây hai ra teo nè. Họ hai ra teo luôn. Đó, thử bên nhau đó hai ra teo luôn nha bạn. Đó. Một dãy số hai ra teo luôn. Được một phát là bạn này trời ơi. Ngon luôn các bạn đúng không? Ngon lạnh luôn á. Đâu thử nha. Thử coi bạn đó có nhận được hay không nha bạn. Còn mình có mất hay không nha bạn. Đó. Quá trời luôn á, nhìn cái dãy số. Hay tới nhờ. Vậy mà bạn này cũng nhận ra nữa. À không có các bạn. Bạn này cũng kêu là nhiều vậy nè. Nhưng mà hình như là mình không mất nha bạn, đó mình vẫn còn nha bạn. Đấy. Hay ha, khá là hay ha bạn Hải Anh Nguyễn ha. Rồi. Tiếp theo bạn comment của bạn tiếp theo ha. Từ từ mình đi qua C2 nha các bạn. Mình qua C2 là đã. Đó, trong lúc qua C2 thì mình đọc comment tiếp tục của bạn tiếp theo ha. Rồi. Bạn này tên là Bùi Hải An 184.
anh ơi, ai V2 đam vẫn yếu hơn Flame mặc dù chưa có V2. Thì ý của bạn này là nói là cái trái băng đó bạn, băng V2 đấy, đam vẫn yếu hơn Flame mặc dù là Flame không có thức tỉnh hay là V2 gì hết đúng không? Thì chung là tại tùy theo cái hướng của trái quỷ đúng không? Tại vì các bạn thấy giống như là mấy cái trái quỷ mà dạng sát thương tiêu đốt như là trái Flame, trái Magma đúng không? Thì chắc chắn là đam sẽ to mà đúng không các bạn? Đấy. Còn trái băng là thuộc dạng là bên khống chế hơn đúng không? Đấy, nên làm sao mà băng mà hơn được trái lửa được đúng không? Thế là vậy. Nhưng mà băng thì mình cảm giác vẫn ngon hơn lửa là tại sao? Tại vì các bạn đứng trên nước được đúng không? Đó. Các bạn vừa đứng trên nước được mà các bạn vừa quánh được nữa thì quá ngon rồi đúng không các bạn? Đấy, săn như biển mà có khống chế đi bơi bơi ngon hơn nhiều luôn. Nên băng vẫn ổn hơn nha các bạn. Còn lửa thì hên xui nha các bạn, lửa thì phải ra V2 thì mình mới chắc được. Còn băng V2 thì mình thấy vẫn ngon hơn là lửa ấy, đúng không? Ủa, cái cục bên kia rồi. Ủa, cái cục kia của mình đâu? Một cục mất rồi, mất một cục rồi. Mất một cục đúng không em? Vãi. Rồi, giờ lấy cái Dragon Talon này nha. Tiếp tục. Của bạn tên là Tha Nông 4N372. Anh Ni ơi, khi số và hai đờ ra thì Xì Bam thì có cách nào để biết Xì Bam ở đâu không anh? Số và hai đờ ra Xì Bam là sao ta? Mình cũng chưa hiểu lắm nhưng mà cái con này bị lỗi đây nữa bạn. À rồi về đây. Thì nói chung là cái cách mà nhận biết hai đờ ra Xì Bam hay không thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi đúng không? Là các bạn chỉ cần bấm vô cái chỗ shop ấy, các bạn bấm vô chỗ mà mua cho mình ấy. Đây, ví dụ như Seekin này đúng không? Nếu các bạn bấm mua á mà có cái dòng chữ mà Seekin giống như giống như là đã có các bạn đúng không? Cái chữ gì á, cái Seekin gì các bạn, early gì đó. Đó, nói chung là đã có rồi đúng không? Thì không có là các bạn sẽ biết là du biển Seabam. Mà khi mà các bạn bấm Hydra mà Hydra mà có cái chữ đó luôn là Hydra Seabam nha các bạn, đúng không? Thì đó là cách nhận biết thì mình nghĩ là mình cũng chỉ nhiều bạn rồi. Nhưng mà cái cách mà để biết ở đâu á thì mình nghĩ là chỉ có la bàn nha các bạn. La bàn là dễ nhất nha. Đấy, hoặc là cái cách thứ hai là các bạn phải nhớ từng điểm cho mình. Ví dụ như là bên C2 là sẽ có kiểu 5 cái điểm để Seabam ra cái đảo đúng không? Thì các bạn phải đi cho hết cho mình là 5 cái điểm đó thì mới biết được. Còn không thì phải la bàn nha các bạn đúng không? Tại vì nếu mà bạn nào mà cũng có mẹ biết hết trơn chỗ nào Seabam thì cái la bàn này đâu có cần đâu đúng không các bạn? Ít nhất phải có công dụng của la bàn chứ đúng không? Hàng nạp tiền của bạn đúng không? Ít nhất phải có công dụng chứ. Thì các bạn cũng nhận biết được cách nào mà cái cách mà hai ra về du biển Seabam bằng cách mua shop này rồi thì có cách còn lại phải để la bàn công dụng chứ đúng không các bạn? Đấy. Hoặc là các bạn có thể nhận biết là nhờ bạn khác. Các bạn nói tìm sao các bạn bạc ti bằng nó vô thì đi theo là xong đúng không? Đấy là vậy. Đây. Bây giờ mình sẽ show chiêu Dragon Talon cho bạn hồi nãy comment nha. Đây. Chiêu Z nha bạn. Đó, bạn nghe tiếng không? Khá là to nha bạn. Rồi chiêu Z. Đó, đập hai phát và chiêu C. Đó, chiêu C là chiêu đã nhất nha bạn. Đâu đúng đã luôn. Đau đa. Rồi, chiêu V. Đấy, nổ lửa tại chỗ nha các bạn. Đấy, đấy là full chiêu của Dragon Talon nha các bạn. Đấy. Rồi, Dragon Claw ấy. Rồi bây giờ là mình lấy lại cái melee này nha các bạn. Đây. Ý, rồi tiếp theo nha. Comment của bạn tiếp theo luôn nha. Bạn này tên là An đẹp trai 414. Cây Muramasa hay full nickname ngon hơn vậy mong anh rep. Thì gọi là theo ý kiến cá nhân của mình thôi nha các bạn. Thì mình thấy là cây Muramasa đi săn vẫn ngon hơn nha. Nếu mà thiên về săn du biển nha thì Muramasa vẫn ngon hơn. Tại vì đam Muramasa khỏi nói rồi đúng không? Bạn nào cũng biết là đam ảo rồi. Còn nếu mà muốn so full nickname á thì phải so cũ thôi nha các bạn. Full nickname cũ á thì còn may ra chứ bây giờ full nickname bị admin nép khá là yếu nha các bạn đúng không? Yếu luôn á. Nên mình nghĩ là full nickname V1 cũng không bằng Muramasa đâu. Đấy, Muramasa V1 V2 vẫn ngon hơn cả full nickname nhiều nha. Vậy săn với BB luôn ấy thì Muramasa vẫn ngon hơn, trừ khi full nickname lên V2 mới khác thôi nha các bạn. Thì bạn này hỏi không có V2 nên mình nghĩ là cả hai đều V1 nha. Thì theo như mình á thì Muramasa vẫn ngon hơn. Đấy, nên ưu tiên xài Muramasa hơn nha. Rồi. Tiếp theo của bạn này tên là VHKZ09Fake93. Anh cầm bom đánh Hydra đi auto ra rương 4, phải không? Có chắc chưa? Rồi nha, biết lần sau mình mà đi săn Hydra bằng cái bom nha mà không có rương 4 đi nha. Đấy, test thử luôn cho bạn xem nha. Rồi, tiếp theo của bạn tên là user CB1SFX1RN3V. Video kinh trước anh hứa là chơi bằng điện thoại mà anh lớn rồi phải giữ lời với anh. Hứa là đúng là có hứa nhưng mà mình cũng gọi là không có quen chơi bằng điện thoại ấy. Thật là mình không có chơi từ game nào trên điện thoại luôn.
nó mấy tựa game mà dạng mà dùng cái nút mà bấm giữ 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 bạn, gọi là game di chuyển bằng cái cục như cái bàn tay các bạn đúng không, các bạn di chuyển ấy, thì mình không có chơi tựa game luôn, mình chỉ chơi những tựa game như là mình nhấn vô thu hoạch hay là gì đó bạn đó, kiểu mấy tựa game mà đơn giản hơn á thì mình có chơi, chứ mấy tựa game mà thuộc dạng mà di chuyển vậy thì hơi khó cho mình các bạn đúng không, kiểu vậy đó. Nên có gì để mình ráng mình chơi bằng điện thoại thử nha bạn, Roblox thử bằng điện thoại thử cho bạn xem, và đi săn luôn để xem có ra rương T4 hay không nha. Thế có gì các bạn thông cảm ha. Ui, bạn này có cái cây sét vô cái búa đẹp chưa? Ồ, đẹp quá chứ. Rồi. Cuối cùng. Bạn này tên là Thương Hoài 7308. Cách nào gửi ảnh cho anh vậy? Rồi, thì mình cũng đã thì sẵn bây giờ mình sẽ nói cho các bạn cách luôn ha. Thì đầu tiên các bạn vô cái kênh của mình đúng không? Đây. Các bạn bấm vô kênh này cho mình nè. Đây. Thì sau khi mà vô kênh mình đúng không? Thì các bạn bấm vô đại một video nè đúng không? Bạn nào xem video của mình đó, bấm vô đại video cho mình hết. Sẽ thế nào? Và nhớ cho mình nha, đầu tiên khi bấm vô video đó mình nhớ bấm vô một like và một subscribe nha. Rồi thì các bạn bấm vô phần mô tả dưới thì các bạn sẽ thấy cái phần mà link Discord nè. Đấy thì các bạn bấm vô cái link Discord này cho mình nha bạn, thì các bạn sẽ vô cái Discord của mình, và trong cái Discord của mình có để một cái mục gọi là fan app đó các bạn, thì các bạn có thể gửi ảnh vô trong nha. Thì cứ mỗi clip thì mình sẽ chọn mình sẽ vô cái phần fan app đó và mình chọn của mấy cái bạn nào mà vẽ đẹp nha bạn, và vẽ thì nhớ các bạn nhớ cho mình nha, vẽ mình sẽ ưu tiên những bạn mà vẽ liên quan tới tựa game mình đang chơi nha bạn, hoặc là nhân vật của mình nè, nói chung là liên quan tới mình ấy, chứ có nhiều bạn giống như là vẽ một nhân vật khác đúng không, một bạn một người khác hay là một cái gì đó khác thì làm sao mình đăng lên được đúng không bạn, đúng không? Ở fanart thì có thể vẽ liên quan tới mình hoặc tựa game mình chơi hoặc là du biển gì đó cũng được nha bạn. Đấy là vậy. Rồi thì đó là cũng là comment cuối cùng và kết thúc clip lần này nha các bạn. Thì các bạn nào thấy hay á thì kéo cho mình, cho mình xin một like subscribe mình nha, và comment ý kiến dưới cho mình biết nha bạn. Cậu Gia Thi, bye bye. Ấy chà 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 chà, hãy bấm like và subscribe cho mình đi nhớ. Cục bóc mới của mình đó chính là 180k sub nha các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách bấm cho mình một like subscribe nhanh tay đi nào. Nói thiệt nha, thì các bạn hãy bấm like và subscribe đi, thật sự luôn. Các bạn sẽ nhiều may mắn và cực kỳ đẹp trai và đẹp gái luôn đấy. Tin mình đi, thật đó.